Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một loại côn trùng rất là độc đáo và ngụy trang rất là tốt. Đây là con bọ que nhé các bạn. Bọ que này thì có họ hàng gần với bọ ngựa. Tuy nhiên thì bọ ngựa là loài có cánh, còn bọ que này thì nó sẽ không có cánh. Nó chỉ bò thôi và kích thước tối đa của nó khi trưởng thành có thể đạt đến 25 đến 30 cm các bạn ạ. Rất là lớn. Còn em bọ que này thì là em bọ que non thôi, còn rất nhỏ. Đây. Con tay của mình nó chỉ dài bằng một ngón tay thôi. Loài này ngụy trang rất là tốt các bạn ạ, giống như một cái que củi khô luôn. Đó.